Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn! Sau đây là bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Tập 4. Chương 31, Vũ Nương, 1. Dạy Diệp Thiếu Dương bấm điện thoại hết nửa ngày, cuối cùng hắn cũng đã biết mấy thao tác căn bản. Chu Tĩnh Như lau mồ hôi, mệt hết sức, biết vậy mình đã giữ lại quyển sách hướng dẫn để cho hắn tự đọc. Buổi hẹn hò lãng mạn ban đầu đã biến thành buổi hướng dẫn sử dụng điện thoại di động, Chu Tĩnh Như muốn khóc ngất. Trời tối, không khí dần trở nên lạnh hơn, Chu Tĩnh Như phải về, Diệp Thiếu Dương liền tiễn cô ra cổng trường. Lamborghini của Chu Tĩnh Như đã tới, đậu bên ven đường, nữ tài xế liếc mắt nhìn qua cửa sổ xe, vô cùng bực bội. Vì sao Tĩnh Như tiểu thư cứ ở cùng với cái tên cặn bã thấp hèn như thế, rốt cuộc là cô đang làm gì? Nhìn ô tô rời đi, Diệp Thiếu Dương cũng quay trở về ký túc xá, vừa đến dưới lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy rồ ga phía sau. Hắn theo bản năng quay đầu lại, một chiếc xe gắn máy phân khối lớn đang mở đèn sáng chói, từ đằng xa chạy đến. Trong trường học có thể đi xe máy. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, chiếc xe đã chạy đến gần. Trên xe là một tiểu tử cắt kiểu tóc undercut màu gà, khóe miệng nhếch lên thành một đường vòng cung, rõ ràng đang cười khẩy hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra, người kia đang muốn gây sự với hắn. Xe máy bóp kèn inh ỏi như muốn nhắc nhở hắn mau tránh ra, thế nhưng tốc độ xe vẫn không suy giảm, liên tục lái về phía trước. Diệp Thiếu Dương quay lại, chắp hai tay sau lưng nhìn đối phương, vẫn không nhúc nhích. Két một tiếng, chiếc xe máy dừng lại trước mặt hắn, đầu màu gà có chút căm tức, vốn định áp đảo tinh thần của tên nhà quê kia, buộc hắn phải nhường đường, thế nhưng không ngờ hắn vẫn không thèm tránh. Bản thân mình dù hay hoành hành ngang ngược nhưng cũng không thể tùy tiện đụng người trong sân trường. Đầu màu gà vẫn ấn kèn, may chính là người vừa nãy ăn cơm cùng với Chu Tĩnh Như trong canteen. Thì ra là vì Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm trong bụng. Đầu màu gà vừa vuốt cằm, vừa ấn kèn hai tiếng, một đám người từ đâu chạy tới, đều mặc trang phục sinh viên, bộ dáng trên dưới 20 tuổi. Xem ra đám người này là đệ tử của hắn, đứng dàn thành một hàng ngang sau xe máy. Đầu màu gà giơ ngón tay cái lên, chỉ vào mình, vô cùng khí phách hỏi, nghe nói mày mới tới, biết tao là ai không? Đầu màu gà, Diệp Thiếu Dương chắp tay, thất kính thất kính. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên thì thấy một đống người đang đứng trên lan can lầu 2, lầu 3, lầu 4 nhìn xuống, đoán chừng là bị âm thanh của xe máy làm kinh động. Đầu màu gà biến sắc, nói, hôm nay vốn là ngày tao hẹn Chu Tĩnh Như đi ăn cua, nàng từ chối, bảo là có một cuộc hẹn quan trọng, kết quả, nàng lại đi ăn cùng với mày. Mẹ nó, mày để mặt mũi của anh mày ở đâu hả? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, lấy ra điện thoại di động lỗi thời, nói, để tôi giúp cậu hẹn lại cô ấy nhé. Phía trên truyền đến một chàng cười, đầu màu gà ngẩng, đầu lên quát, cười cái gì mà cười. Trên lầu càng ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt, không ai sợ hắn, bởi vì bọn họ đang ở trên lầu, trời lại tối đen, đố hắn thấy được mặt mũi của họ. Đầu màu gà vươn tay chỉ vào người Diệp Thiếu Dương, nhìn trang phục của tiểu tử mày, bảo mày là tầng lớp công nông dân đã là xem trọng lắm rồi. Nói, mày từ cái xó xỉnh nào tới? Lần này người cười đổi thành mấy tiểu đệ bên cạnh hắn. Đầu màu gà cảm thấy tự tin, tiếp tục chỉ tay vào Diệp Thiếu Dương uy hiếp, tao nói cho mày biết. Tiểu tử, Tĩnh Như là người phụ nữ mà Trần Kiến Ba đã chọn, tiểu tử mày không nên có ý đồ với nàng. Mau mau cút về làm ruộng với ông bà nhà mày, nếu không lão tử sẽ xử đẹp mày. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn không thích bị người ta chỉ trỏ, nữ nhân thì có thể được, nam nhân thì tuyệt đối không. Bất ngờ, hắn nhận ra điều gì đó, miệng lầm rầm đọc một câu quỷ chú, giơ tay ra, bắt được mái tóc của một người trên không trung, kéo nó đến trước mặt. Đó là một nữ quỷ, trừ hắn ra thì không ai nhìn thấy. Nữ quỷ khoảng 30 mấy tuổi, mặc một chiếc đầm đen, mang tất chân màu xanh da trời, dáng người thập phần đầy đặn, trông cũng không tệ lắm, chỉ là trang điểm quá nhiều, làm hắn không thể nhìn ra tướng mạo thật. Quỷ đương nhiên không thể trang điểm, bất quá nàng chỉ đang biến thành hình dạng yêu thích lúc còn sống mà thôi. Bị Diệp Thiếu Dương nắm tóc, nàng khom người, ngoan ngoãn đáng yêu nói, đại sư tha mạng, tôi thấy có náo nhiệt nên đến xem một chút. Diệp Thiếu Dương không để ý,
hỏi nàng, chết mấy ngày rồi? 7 ngày, hôm nay là đêm hồi hồn, thế nhưng tôi không có thân nhân, chỉ đành dạo chơi một chút, đi dạo xong sẽ trở về âm ti. Ánh mắt nữ quỷ có chút cô đơn. Lúc sinh tiền làm gì? Làm vũ nữ ạ. Sau khi ly hôn thì tôi không có thu nhập, phải đi làm vũ nữ. Nữ quỷ thoải mái nói, người đã chết thì cũng không còn gì để giấu. Trước điện Diêm Vương tự có một quyển sổ luận công. Tôi thích khiêu vũ, thích trai đẹp, hi hi, đại sư, ngài thật đẹp trai nhà. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc nàng, giả bộ chính nghĩa lẫm liệt, thế nhưng trong lòng thì rất sung sướng. Giúp ta một chuyện, ta sẽ trả công cho ngươi, viết cho ngươi một tấm trần tình phù, thế nào? Sắc mặt nữ quỷ vui vẻ, đương nhiên là được. Trần Kiến Ba và đám người đối diện nhìn Diệp Thiếu Dương đang giơ một tay lên không trung, nói chuyện với không khí, cả đám nhất thời ngây ngốc. Cái gì đây? Nó bị khùng hả? Này, thằng nhà quê, đừng có giả bộ, tao đang nói chuyện với mày đấy. Trần Kiến Ba liền nhấn kèn mấy tiếng. Diệp Thiếu Dương nói với nữ quỷ, ngươi bám vào trên người tên đầu màu gà kia, tìm một soái ca nào đó bên cạnh, sau đó khiêu vũ, nhảy càng đẹp càng tốt, thế nào? Được a, tôi cũng đang muốn khiêu vũ cho nhiều người xem. Nữ quỷ vui vẻ đồng ý, thế nhưng linh lực tôi quá cạn, tiểu tử kia lại có dương khí quá thịnh. Dễ thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ đọc một câu định hồn chú, sau đó nói, đi đi. Nữ quỷ bay lượn phiêu phất, bám vào trên người Trần Kiến Ba. Trần Kiến Ba đang mắng Diệp Thiếu Dương, bất chợt run rẩy cả người, thế rồi hắn bỗng cười với Diệp Thiếu Dương, leo xuống mô tô, nhìn chư vị tiểu đệ xung quanh, lẩm bẩm, ai đẹp trai nhất nhỉ? Sau đó hắn chỉ vào một cậu trai tơ, lắc lắc cái mông bước tới, một tay khoát lên bả vai của cậu, thản nhiên nói, đến đây, theo em khiêu vũ. Cậu trai run sợ, Trần ca, anh nói cái gì? Khiêu vũ sao? Trần Kiến Ba giơ một tay, ôm vòng qua eo của cậu, tay còn lại cầm lấy tay kia, nói, nhanh lên nào, theo em khiêu vũ, nếu không cưng nhất định phải chết. Nói xong ôm cậu trai lắc lư tại chỗ, nhảy 3 vòng. Cậu trai chưa từng khiêu vũ kiểu này, thế nhưng lão đại đã có lệnh, cũng chỉ đành bất lực tuân theo. Biểu tình trên mặt cậu rất quái lạ, vừa khóc vừa cười, trong lòng vô cùng buồn bực, lão đại có bị điên không, sao tự nhiên lại nổi hứng khiêu vũ. Mọi người, bao gồm cả khán giả trên lầu, đột nhiên thấy chuyện này thì đều sợ khiếp vía, thiếu chút nữa từ trên lầu ngã xuống. Cả đám dưới lầu thì trợn mắt há mồm, nhìn hai người đang ôm nhau khiêu vũ. Tất cả đều im lặng, không nói nên lời. Trần ca, xong. Xong chưa? Cậu trai sợ hãi hỏi, thật sự muốn khóc thét lên. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, lão đại coi trọng mình. Cho dù thế nào, từ nay về sau, cậu đã không còn mặt mũi nào ở lại trường học nữa. Nữ quỷ đang cao hứng nhảy múa, đâu để ý đến cậu, chỉ biết khiêu vũ như những lần nàng khiêu vũ trong sàn nhảy, nhảy đến giạt rào tình cảm, ôm lấy cậu trai, vùi đầu vào cổ của cậu. A, à, các sinh viên vừa nhìn thấy cảnh này đồng loạt phụt máu, những tiếng thét chói tai cất lên, cục diện hết sức sôi trào. Không ít người từ phòng ngủ lấy ra nồi niêu song chảo, dùng sức gõ ầm ĩ, tiếng thét chói tai cùng với tiếng huýt sáo nổi lên, vô số tràng pháo tay bùng nổ kịch liệt. Có người còn không chịu nổi mở điện thoại di động lên, tìm bài nhảy mạn tam vũ khúc, bật loa tối đa, phát hình ảnh. Trần Kiến Ba ôm cậu trai đung đưa theo tiết tấu âm nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa. Chương 32, Vũ Nương 2. Bài nhảy kết thúc, trên lầu có người hô to, bài nữa đi. Một bản nhạc waltz cất lên làm nữ quỷ vô cùng hưng phấn, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người ủng hộ, nhất thời nữ quỷ cảm thấy thật vui vẻ. Lúc còn sống nàng chỉ hay khiêu vũ trong sàn, chưa từng được nhiều người tán thưởng như vậy, lập tức không quan tâm đến cậu trai chống cự thế nào, ôm lấy cậu điên cuồng nhảy nhót. Toàn trường ồ lên, tiếng gõ nồi gõ chảo ngày một lớn, sinh viên kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Một đám hủ nữ hét to, yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi. Nhảy xong điệu Wanted, Trần Kiến Ba cảm thấy cậu trai không còn phối hợp với mình nữa, lập tức đẩy cậu ra ngoài, tự mình nhảy đơn. Có người thấy thế liền bật nhạc trong điện thoại di động, Trần Kiến Ba nghe thấy liền nhảy theo. Hắn nhón chân nhẹ nhàng như hồ điệp bay múa, khi thì giang tay như làn mây bay lượn, khi thì uốn éo vòng eo tựa liễu rũ mảnh mai. Nở nụ cười ngọt ngào say lòng người, chiếm được sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn thể dân chúng. Diệp Thiếu Dương đứng một bên khoanh tay cười gian trá, tiểu mã chẳng hiểu chuyện gì,
khoác tay lên vai của hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây ngốc, ôi đệt mợ, mù mắt chó của mình rồi. Không ngờ Trần Kiến Ba lại khiêu vũ tốt như vậy. Một màn xôn xao ầm ĩ làm bảo vệ cũng phải chạy tới, ông thấy có người khiêu vũ dưới lầu ký túc xá nam sinh thì cả kinh không nói nên lời. Vốn ông định ngăn lại nhưng vừa nhìn thấy người khiêu vũ là Trần Kiến Ba, lập tức cả hàm đều rớt xuống, không dám đắc tội, đành né sang một bên làm khán giả. Trần Kiến Ba nhảy đến mức xúc động, lấy tay che mặt, yêu kiều hỏi những người xung quanh, tôi nhảy có đẹp không? Đẹp, đẹp, cực kỳ đẹp. Mọi người hò hét, đương nhiên cũng có người không chịu nổi khẩu vị nặng, ói ra ngay tại chỗ. Cục diện xôi trào tới đỉnh điểm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đã đủ, đọc một đoạn chú văn gọi nữ quỷ trở về. Nữ quỷ còn chưa thỏa mãn, rời khỏi thân thể Trần Kiến Ba mà vẫn cố gắng nhảy thêm một chút nữa. Nhảy vui chưa? Quá vui, cả đời tôi chưa bao giờ khiêu vũ một cách thoải mái đến như vậy. Tạ ơn đại sư thành toàn. Nữ quỷ khom người nói. Đa tạ đã hỗ trợ, giờ thì đi âm ty báo cáo thôi. Diệp Thiếu Dương viết một lá trần tình phù, thổi vào không trung, nữ quỷ hóa thành một làn khói nhẹ bám vào phía trên lá bùa, thoáng chốc biến mất. Bên kia, mọi người thấy Trần Kiến Ba đã nhảy xong, không hẹn mà cùng vỗ tay ảo ạt. Trần Kiến Ba đứng ở giữa sân ngây ngốc, vẻ mặt mờ mịt luống cuống, vội kéo một tiểu đệ lại, hét lớn, nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra. Người nọ cố nín cười, khen ngợi, Trần ca, anh khiêu vũ thật là đẹp. Khiêu vũ. Trần Kiến Ba nhất thời hóa đá, lúc này chợt có một nữ sinh nhút nhát đi tới, nói, Trần học trưởng, anh nhảy thật là tốt, có thể gia nhập nhóm vũ đạo của chúng tôi không? Chuyện diễn ra sau đó Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn tiếp nữa, hắn theo mọi người đi lên lầu, vừa vào ký túc xá, Tiểu Mã đã bò lăn lộn trên giường, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là thanh niên sôi nổi a, ha ha ha, cười chết mất, thật là tuyệt con mẹ nó vời, còn vui hơn xem hội xuân nữa. Cười một lúc sau, Tiểu Mã mới đứng lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, đại huynh, tại hạ đã nhìn thấy huynh viết phù, đây rõ ràng là huynh giở trò quỷ. Hơn nữa tôi còn biết lý do, cậu cùng Chu Tĩnh Như ăn cơm ở canteen, chuyện này đã đồn ra khắp toàn trường rồi. Trần Kiến Ba tìm cậu gây sự, cho nên cậu mới. Có đúng không? Cậu nghĩ tôi dám làm như vậy à? Đối với loại người như hắn, thế nào mới là không dám làm? Nghĩ đến cảnh Trần Kiến Ba khiêu vũ, Tiểu Mã lại cười ha hả. Có điều Tiểu Diệp, từ này, không phải là tôi nói gì cậu, nhưng cậu mời Thiên Kim tiểu thư nhà người ta đi ăn, không đến khách sạn lớn thì ít nhất cũng phải đến một nhà hàng đặc biệt nào chứ. Sao lại có thể gà như vậy, cư nhiên dẫn người ta đến canteen. Cậu, thật sự là phí của rời quá a. Diệp Thiếu Dương vốn đang giàu chuyện đó, nghe cậu ta nói xong còn buồn bực hơn. Lúc này Chu Tĩnh Như đột nhiên gọi điện thoại đến, vừa bắt máy lập tức hỏi, Thiếu Dương ca, em nghe nói Trần Kiến Ba tìm anh gây sự, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời, đã tìm một nữ quỷ bám vào trên người hắn. Chu Tĩnh Như bật cười, em biết là anh giở trò quỷ mà. À, giải thích với anh một chút, em và cái tên đó không có quan hệ gì đâu, hắn một mực theo đuổi em, nhưng em không để ý tới hắn. Diệp Thiếu Dương chợt ngẩn ra, cô ấy giải thích với mình làm gì? Nhà hắn không phải rất có tiền sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, nhà giàu mới nổi thôi. Chu Tĩnh Như khinh thường nói, nhà hắn có qua lại buôn bán với nhà em cũng không tiện đắc tội với hắn. Hắn cả ngày làm chuyện xấu, đáng ra phải sớm có người chỉnh cho rồi. Bất quá, với tính cách của hắn, nhất định sẽ trả thù anh, Thiếu Dương ca, anh nhớ cẩn thận. Cứ để hắn đến đây, lần sau anh sẽ tìm cho hắn một cô quỷ hồn kỹ nữ. Ha ha, Chu Tĩnh Như cười rộ lên, tưởng tượng Trần Kiến Ba mà trong vai một kỹ nữ, quả thật đẹp đến mức không dám nghĩ nữa. Hơn 9 giờ tối, Diệp Thiếu Dương bị Tiểu Mã lôi đến canteen ăn đêm, trong phòng ăn có rất nhiều người. Có người mở video clip Trần Kiến Ba khiêu vũ, mọi người vây quanh lại cùng xem, thỉnh thoảng cả đám lại cười rộn ràng. Tiểu Mã tìm người hỏi thăm tin tức của Trần Kiến Ba, có người nói hắn biết được tình hình lúc đó, xấu hổ và giận dữ tới mức ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện. Xét thấy khả năng vũ đạo của hắn, nhất là ở phương diện vũ đạo nữ, toàn trường đã đặt cho hắn một biệt hiệu mới, Vũ Nương. Biệt hiệu này thật sự quá chuẩn xác. Ăn uống xong, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã trở về ký túc xá, chuẩn bị đồ đạc. Diệp Thiếu Dương nói với cậu ta, chỗ kia hung hiểm, cậu không nên đến,
để một mình tôi đi là được rồi. Tiểu Mã khoát tay nói, tôi cũng không muốn đến, chỗ tà môn như vậy, có biết bao nhiêu pháp sư chết ở bên trong, tôi nhất quyết không đi. Chợt cậu nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiếu Dương đang lom lom nhìn mình, ý thức được lỡ lời, vội cười nói, tôi đang nói mấy pháp sư khác à, cậu pháp lực cao cường, chắc chắn không có việc gì đâu. Bất quá vẫn nên cẩn thận một chút, ít nhất cũng còn nói tiếng người. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, cài nút đai lưng, rời khỏi ký túc xá. 20 phút sau, Diệp Thiếu Dương đã tới ký túc xá số 4. Đây là khu nhà cũ của Học viện Ngoại ngữ, đêm khuya không có ai, đến những sinh viên yêu đương vụng trộm cũng không muốn tới chỗ này. Phía trên ký túc xá vẫn là mây đen bao phủ, âm khí trùng trùng. Cửa sổ lầu 2 tối hôm qua hắn vào vẫn còn mở, tuy rằng thang gỗ đã bị lấy đi mất, thế nhưng không làm khó được Diệp Thiếu Dương. Hắn chạy lấy đà, nhảy bật lên trên, hai chân thoăn thoắt đạp vào tường, sau đó nhanh chóng duỗi tay nắm lấy bệ cửa sổ, leo vào dễ dàng. Hôm qua vội vàng cứu người nên không nhìn kỹ mọi thứ bên trong, đêm nay Diệp Thiếu Dương sẽ lần lượt kiểm tra từng ngóc ngách của ký túc xá. Ký túc xá âm khí rất nặng, chắc chắn vừa có lệ quỷ ở đây không lâu, chẳng qua bây giờ không còn nữa. Hắn đi trên hành lang trống trải, hai bên là những căn phòng tối om đen kịt, những cánh cửa phòng bị gió bên ngoài thổi vào đung đưa, phát sinh tiếng vang ken két, rất giống một bộ phim kinh dị. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn miễn dịch với những hình ảnh ấy, thế nhưng cả tòa nhà đều tràn ngập mùi âm khí nồng nặc, làm hắn cũng cảm thấy tương đối áp lực. Diệp Thiếu Dương nhớ tới nữ quỷ đã từng nói, phong ấn âm xào tại lầu 1, vì vậy hắn men theo cầu thang đi xuống bên dưới. Kiến trúc lầu 1 tương tự như lầu 2, chỉ khác ở chỗ đối diện cửa chính còn có một gian phòng khách. Hình như đã từng là nơi trưng bày những vật dụng gì đó, hiện giờ chỉ còn lại một pho tượng hình quả địa cầu nằm trên cái giá xi măng tứ phương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy cái giá đỡ tượng có vấn đề, bèn tiến lên tỉ mỉ quan sát. Hắn không nhìn ra chỗ nào không đúng, thế nhưng hắn tin tưởng vào trực giác thiên sư của mình, giá đỡ tượng này nhất định có vấn đề. Đang định cúi người kiểm tra đáy giá một chút, đột nhiên hắn cảm giác được phía sau có người đang nhìn mình. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, do thám quỷ lâu vào ban đêm. Diệp Thiếu Dương bất ngờ quay lại phía sau, không có gì cả, tuy nhiên hắn có thể khẳng định, có thứ gì đó vừa tiến vào gian phòng, hơn nữa còn đứng sau lưng mình 5 mét. Tình huống như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Thân là pháp sư, quỷ yêu vốn dĩ không thể trốn tránh trước mặt hắn, trừ phi nó là tà linh, nhưng nó từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chợt hiểu, sao huyệt âm linh có âm khí cực nặng, rất dễ dàng phát sinh tà linh. Mà phong ấn dùng để đối phó với quỷ yêu lại không có tác dụng với nó, cho nên Diệp Thiếu Dương suy đoán, con tà linh này sinh ra từ âm xào, hơn nữa phía dưới không chỉ có một con. Diệp Thiếu Dương đưa tay vào đai lưng, lấy ra một hạt đậu đồng, thận trọng suy nghĩ, nếu đối phương đã dám đến, chắc chắn tu vi của nó không thấp. Thế nhưng nó có muốn đánh nhau hay không lại là một chuyện khác. Vạn nhất nó đánh không lại rồi bỏ chạy, chui xuống lòng đất, thì mình biết tìm nó ở đâu. Hắn còn đang muốn bắt một tù binh, hỏi han tình hình âm xào này một chút. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương nảy ra một chủ ý, cố ý xoay người lại chạy lên trên lầu. Vật kia quả nhiên chạy theo. Chạy qua một ngã rẽ ngay cầu thang, Diệp Thiếu Dương len lén lấy gương bát quái ra, chiếu về phía trước, kết quả chỉ thấy một đám khí đen đang bay lượn, không nhìn thấy rõ bên trong có thứ gì. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiếu Dương hết sức nghi hoặc, liền một mạch chạy thẳng tới lầu 4, trực tiếp đi vào phòng 404 ký túc xá. Vừa bước vào cửa, hắn tiện tay lấy ra gương bát quái, đặt lên phía trên khung cửa, sau đó đi vào bên trong. Cảm giác tà linh đã đuổi tới gần, Diệp Thiếu Dương lập tức niệm chú, xuất ra một lá bùa kích hoạt gương bát quái. Gương bát quái lấy tường làm ranh giới, tạo thành một tiểu phong ấn, bất kể là quỷ yêu hay là tà linh, chỉ cần tu vi không quá nghìn năm, sẽ không thể nào phá bỏ phong ấn. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, xoay người lại, dựa vào bệ cửa sổ, mặt mỉm cười nhìn tà linh, nghĩ thầm, đố tiểu tử ngươi chạy thoát. Tà linh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chẳng có chút sợ hãi khi biết mình bị vây. Diệp Thiếu Dương còn đang định xuất thủ thì bỗng có tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến, dừng ở trước cửa.
Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, một ánh đèn pin sáng chói liền chiếu thẳng vào mặt hắn, đồng thời một giọng nói trong trẻo của nữ nhân cất lên, ai đang ở trong phòng? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, giơ tay che ánh sáng, hỏi, cô là ai? Cảnh sát. Không đợi Diệp Thiếu Dương ngăn cản, đối phương đã đi vào bên trong. Diệp Thiếu Dương tránh né ánh đèn pin, nhìn chằm chằm vào người phía trước. Đối phương là một cô gái hơn 20 tuổi, gò má cao, mắt to, dáng đẹp, cắt tóc ngắn, mặc một bộ váy màu đỏ, thân hình chuẩn như đồng hồ cát. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được đưa mắt ngắm nhìn bộ ngực căng tròn của nàng. Này, nhìn gì đấy? Đối phương lấy đèn hơ hơ trước mặt hắn, thành thật trả lời, nửa đêm khuya khoắt, ngươi tới đây làm gì? Chỗ này không thể tới sao? Thế cô đem giấy chứng minh cho tôi xem. Không có giấy chứng minh, nói mau, ngươi tới đây làm gì? Tôi là đạo sĩ, tới bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói rõ thân phận của mình, tránh dây dưa với nàng, dù sao trong phòng trừ bọn họ ra còn có một con tà linh. Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa dùng ý niệm cảm giác vị trí của tà linh, nó vẫn đứng sau lưng mình không nhúc nhích. Bắt quỷ. Nữ cảnh sát lạnh lùng cười, yêu ngôn hoặc chúng. Không tin, tôi chứng minh cho cô xem. Diệp Thiếu Dương nhấc tay, vứt một hạt đầu đồng về phía tà linh. Xì một tiếng, khói đen bốc lên, hiện ra một bóng người màu đen bay lất phất ra ngoài cửa. Vừa bay tới khung cửa, gương bát quái liền phát ra một đạo ngân quang, bóng đen đụng vào bức tường vô hình, lập tức văng thẳng về chỗ cũ. Ặc, ngu thế. Diệp Thiếu Dương cũng chấn kinh, sao tà linh này lại có thể giống cương thi đến thế, một chút thông minh cũng không có. Quỷ A, nữ cảnh sát vừa thấy bóng đen lập tức hét lên một tiếng, đèn pin rơi xuống. Mặt đất, tà linh lại một lần nữa bay về phía phong ấn, Diệp Thiếu Dương phi thân lên, tay trái nặn một pháp quyết chụp về phía trước, mắt thấy gần bắt trúng tà linh đột nhiên co người lại, lộn nhào một cái. Dường như là để chứng minh mình cũng có chỉ số thông minh, nó giơ hai cánh tay thật dài, nhắm vào nữ cảnh sát đang sợ choáng váng. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương nắm được lưng áo nữ cảnh sát, cố gắng kéo nàng lại, soạt một tiếng, y phục rách ra, nữ cảnh sát cũng ngã ngồi xuống đất, tránh khỏi tập kích. Diệp Thiếu Dương giơ tay bắn ra 8 miếng tiền ngũ đế. 8 miếng tiền lần lượt bay lên không trung sắp thành hình bát quái phương vị, đánh về phía tà linh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Tiền ngũ đế trong nháy mắt đánh trúng tà linh, phát ra một luồng sáng tím. Bóng đen kêu lên một tiếng, ngã phục xuống đất, cả người vặn vẹo co quắp, thân thể càng lúc càng nhỏ dần, sau đó biến mất, chỉ để lại một bãi màu đen trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương hết sức phiền muộn, mình hao tâm tốn lực bày phong ấn dụ tà linh tới, vốn dĩ định bắt nó để tra khảo một phen, ai ngờ lại có một bà cảnh sát đáng ghét từ đâu chạy đến phá. Để đảm bảo an toàn, mình đành phải xài chiêu cuối, sử dụng đồng tiền đánh chết nó. Cảnh sát tỉ tỉ, an toàn rồi, đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn bãi màu đen trên mặt đất nói. Thế nhưng không thấy ai đáp lại, hắn bèn quay đầu nhìn, vừa quay lại, suýt chút nữa xịt máu mũi. Nữ cảnh sát mất hết quần áo đang trần như nhộng ngồi dưới nền nhà, trên người chỉ còn lại 3 mảnh vải che thân, là kiểu nội y rất nhỏ, vô cùng gợi cảm. Tuy rằng nàng đã nỗ lực dùng hai tay che chắn, thế nhưng bộ ngực quá lớn vẫn lộ hơn phân nửa ra bên ngoài. Dưới ánh đèn pin, làn da trắng mịn như tuyết hiện lên không tì vết, hoàn toàn thấy rõ mọi đường cong khêu gợi. Diệp Thiếu Dương không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh xuân cực hạn như vậy, nhất thời đầu óc choáng váng, ánh mắt không tự chủ được rơi vào hai quả cầu bóng bẩy trên thân. Hắn nuốt nước miếng ực một cái, sâu trong nội tâm vang lên một tiếng tán thưởng, oa, nhìn cái gì mà nhìn, vẫn còn nhìn sao? Vẻ mặt nữ cảnh sát đỏ bừng, từ trước đến giờ nàng chưa từng bị ai nhìn thấy thân thể, hơn nữa lại còn là một nam nhân xa lạ. Trong lòng vô cùng xấu hổ và giận dữ, vội vàng cầm lấy những mảnh y phục đã rách, che lại phía trước. Chiếc váy của nàng đã rách từ trên xuống dưới, căn bản không thể mặc được nữa, hết thảy mọi chuyện đều là tại cái tên đáng ghét này gây nên. Nữ cảnh sát càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, tức giận hét, ta muốn giết ngươi, oán niệm thật sâu à. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, gãi đầu một cái nói, cơ mà, tôi cũng đâu phải cố ý, vừa nãy nếu như tôi không cứu cô đã tiêu rồi. Ta có chết thành lệ quỷ, cũng muốn giết ngươi. Nữ cảnh sát càng hét to hơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cô cũng nhìn thấy rồi đó, thật sự có. Quỷ, tôi chỉ bắt quỷ mà thôi. Ta không thấy rõ,
ai mà biết có phải do ngươi làm ra hay không? Ngươi là đồ vô lại, là tên lưu manh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, được được, cô nói gì cũng được, chuyện này kết thúc tại đây, tôi dẫn cô ra ngoài. Ta thế này, làm sao mà ra ngoài? Nữ cảnh sát phát tiết xong, giọng nói chợt trở nên ủy khuất. Diệp Thiếu Dương len lén liếc nhìn bộ ngực trắng như tuyết lộ ra bên dưới lớp áo rách của nàng, nói, vậy đi, cô gọi điện thoại kêu người mang quần áo tới, có được không? Ngươi nói hay nhỉ, để người ngoài nhìn thấy ta khỏa thân ở cùng một nam nhân thì ta biết giải thích thế nào. Nếu ta bảo ngươi có năng lực giết quỷ, vì chóc quỷ nên mới để xảy ra cớ sự, ngươi nghĩ ai tin? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cảm thấy cũng đúng, cô nam quả nữ ở cùng nhau trong phòng, nữ bán khỏa thân. Y phục bị xé bỏ, cho dù chỉ là người đơn thuần nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi liên tưởng đến chuyện nào đó. Chương 34, nỗi buồn của nữ cảnh sát. Ngươi mau nghĩ cách đi, mau lên, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi tội dâm ô. Nữ cảnh sát nói như muốn khóc. Mẹ nó, tội dâm ô không thể giỡn được, hơn nữa đối phương lại là nữ cảnh sát. Chỉ cần tùy ý can thiệp vào tư pháp một chút thôi thì mình cũng có thể ngồi tù. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ vò đầu bứt tóc, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp nào đó, cười hắc hắc, bắt đầu cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Nữ cảnh sát lui về phía sau, vẻ mặt khẩn trương. Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng đến đây. Gì? Tôi cởi quần áo cho cô mặc mà, cô mặc y phục của tôi đi, tôi cởi trần về cũng được. Tiểu thư, thế này đã được chưa? Không được. Gần đây có gắn camera, nếu như để cho người ta nhìn thấy ta mặc áo của ngươi, còn ngươi cởi trần thì sẽ bị hiểu lầm đó. Mẹ, cái gì cũng không được, cô bảo tôi phải làm sao đây? Diệp Thiếu Dương cũng gấp, mình chỉ lỡ tay một chút, ai ngờ lại gặp chuyện phiền phức như vậy. Nữ cảnh sát suy nghĩ rồi nói, ngươi điện thoại kêu người mang quần áo đến cho ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tôi vừa mới tới trường học, đâu có quen biết cô bạn học nào. Đột nhiên hắn nghĩ tới Chu Tĩnh Như, thôi dẹp, chẳng thà mình trần truồng ra ngoài chứ không thể để cho cô ấy nhìn thấy, nếu không sau này làm sao cô ấy có thể thích mình được nữa, y phục nam cũng được. Nữ cảnh sát đành xuống nước nhân nhượng, tốt xấu gì cũng là hai người đều mặc y phục đi ra ngoài, camera có quay thì cũng không thấy rõ y phục gì, còn hơn là một người phải bán khỏa thân. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, bảo cậu ta về ký túc xá lấy giúp một bộ quần áo bên trong túi đeo lưng. Vừa cúp điện thoại, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm. Hắn quay đầu nhìn thì thấy nữ cảnh sát đang nắm lấy tay của hắn, run rẩy nói, vừa có một người phụ nữ bay ngang qua. Người phụ nữ? Ở đây còn có nữ quỷ ư? Sao mình chẳng cảm giác được gì vậy? Diệp Thiếu Dương chạy ra ngoài cửa, nhìn xung quanh, không có gì cả. Chẳng lẽ có nữ quỷ bay qua thật? Diệp Thiếu Dương định đi tìm, thế nhưng lại không yên tâm để nữ cảnh sát ở lại đây, cho nên mới dỗ dành nàng một chút, cô hoa mắt thôi, không có gì đâu. Nữ cảnh sát nhận lấy trường sam hắn đưa, đuổi hắn ra ngoài cửa, mình ở bên trong thay đồ. Diệp Thiếu Dương đứng bên ngoài hỏi, cảnh sát mỹ nữ, đêm hôm khuya khoắt, cô tới đây làm gì? Nữ cảnh sát cũng không giấu giếm, nói cho hắn biết nàng chính là bạn thân của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm gọi điện thoại kể cho nàng việc hôm qua chơi cầu cơ tại đây chúng ta, có bạn học bị hủy dung, nàng vốn không tin, hoài nghi có người giả trang hù dọa, thế nên sau khi tan sở liền chạy đến điều tra hiện trường, không ngờ lại gặp phải chuyện quái quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười, lá gan cô cũng lớn thật, giờ thì tin có quỷ chưa? Phải rồi cảnh sát mỹ nữ, cô tên là gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc hắc, chúng ta gặp nhau như vậy, coi như đã là duyên phận. Hỏi tên cũng không được sao? Tôi là Diệp Thiếu Dương. Cái gì mà như vậy? Ta không cùng loại người với ngươi. Nữ cảnh sát ốt ức kêu lên, thấy Diệp Thiếu Dương không đáp, lát sau mới nhỏ nhẹ nói, ta là Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình, tên hay lắm. Diệp Thiếu Dương, hừ hừ, ta nhớ rồi, chờ ra ngoài ta sẽ tính sổ với ngươi. Tạ Vũ Tình thay y phục xong liền kéo cửa ra. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nàng mặc áo của mình y như mặc một chiếc đầm, có điều vạt áo hơi ngắn một chút, không che được đôi chân. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào hai bắp đùi thon thả trắng mịn, vuốt cằm cười nói, tạo hình này thật tuyệt. Chợt Tiểu Mã gọi điện thoại tới báo cho biết đã lấy được y phục, hiện giờ đang đứng dưới lầu ký túc xá. Diệp Thiếu Dương hộ tống Tạ Vũ Tình xuống dưới, vừa đi tới bãi chất lỏng màu đen trên mặt đất, hắn
hắn liền cúi xuống chạm một ngón tay vào. Ngửi ngửi, có mùi tà khí, sau đó lấy ra một lá bùa lau tay, dự định sẽ từ từ trở lại đây nghiên cứu. Ngươi làm gì thế? Nữ cảnh sát buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng định bảo, giả như cô ra ngoài tố cáo tôi cưỡng gian thì tôi cũng không có chứng cứ để cãi. Trừ phi tôi bắn ra thứ đồ chơi này, thế nhưng lại cảm thấy hạ lưu quá, cho nên thôi không nói. Xuống đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đứng ở cầu thang chờ, hắn đi xuống hành lang lầu 1, tùy tiện mở một cánh cửa sổ ra, gọi Tiểu Mã đến đưa cho hắn túi quần áo. Chuyện gì vậy? Cần y phục để làm gì? Ê, sao cậu lại ở trần? Áo của cậu đâu? Tiểu Mã buồn bực hỏi, đi chóc quỷ mà lại mất y phục, lẽ nào quỷ có thể cướp quần áo? Chờ chút. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận túi quần áo, trở lại cầu thang, lấy một bộ trường sam mặc vào. Bây giờ thì cả hai đã có quần áo, có thể đi ra ngoài. Phải rồi, cô cũng leo qua cửa sổ để vào đây à? Trên đường xuống lầu, Diệp Thiếu Dương hỏi. Nữ cảnh sát không trả lời, chỉ lạnh lùng nói một câu, chuyện hôm nay nếu ngươi dám hé một lời, ta bảo đảm ngươi sẽ chết không toàn thây. Yên tâm, chuyện tối nay là bí mật giữa hai chúng ta, trời biết đất biết. Nữ cảnh sát giơ chân định đá hắn một cái, đột nhiên phát hiện hắn đã lủi đi mất, vội vàng rụt chân về, tức giận đứng tại chỗ dậm chân. Hai người đi tới cửa sổ lầu 2, Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi nhảy xuống trước, sau đó sẽ đỡ cô. Không cần, ta nhảy trước. Vạt áo trường sam hơi rộng, Tạ Vũ Tình không muốn hắn đứng bên dưới nhìn thấy cảnh xuân, lập tức nắm bệ cửa sổ, tay chống một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống. Tài thật, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cũng nhảy xuống theo. Tiểu Mã thấy có người mặc trường sam nhảy xuống, còn tưởng là Diệp Thiếu Dương, vội vàng chạy đến. Lúc sau nhìn kỹ lại mới phát hiện là một mỹ nữ dáng người rất đẹp, cả kinh không nói nên lời. Cô, tại sao cô lại mặc y phục của Tiểu Diệp Tử? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, trừng mắt liếc cậu, đừng hỏi nhiều. Tiểu Mã ngẩn người, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười gian xảo, hiểu, hiểu rồi. Không hỏi nữa, ha ha ha, mập mạp chết bầm, anh hiểu cái gì? Tạ Vũ Tình đỏ mặt trách mắng, biết mập mạp này nhất định nghĩ bậy, tôi không hiểu gì hết. Tiểu Mã khoát tay, yên tâm đi tỉ tỉ, xem như tôi không biết gì hết, chuyện giữa hai người, tôi cũng không biết gì hết. Anh, Tạ Vũ Tình quay đầu lại trừng Diệp Thiếu Dương, tức giận dậm chân nói, đồ vô lại, ngươi chờ đó. Nói xong liền một mạch bỏ chạy. Tiểu Diệp Tử, cậu trâu bò quá đi. Chờ Tạ Vũ Tình đi xa, Tiểu Mã mới hét một tiếng, vô cùng kích động nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, tôi bội phục cậu, vô cùng bội phục cậu. Vừa chóc quỷ lại vừa cua được một mỹ nữ, không làm lỡ công tác tán gái. Hơn nữa lại còn xử đẹp tại chỗ. Tiểu Diệp Tử, từ nay về sau, cậu là lão đại của tôi, chớ có nói bậy. Thế nào là nói bậy, y phục cũng cởi ra rồi, cậu không cần giải thích. Tiểu Mã cười xấu xa, cậu thật sự quá trâu, mới tới trường học vài ngày đã tán được hai mỹ nữ. Ngày hôm trước là mặc quần cho một mỹ nữ, ngày hôm nay lại mặc cả y phục cho mỹ nữ kia, thật là bá vương cường quyền à. Cậu làm sao hay vậy, làm sao mà đến y phục người ta cũng không còn. Làm cái mẹ cậu ấy, cô ta là cảnh sát, tôi phiền to rồi. Cảnh sát? Ôi đệt, cậu dám cường cả cảnh sát. Diệp Thiếu Dương đạp cậu ta một cước. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Trá Thi. Lúc quay về ký túc xá, để chứng minh mình không làm chuyện gì xấu với mỹ nữ cảnh sát, Diệp Thiếu Dương đành đem mọi chuyện kể hết cho Tiểu Mã nghe. Tiểu Mã nghe hắn nói gặp phải tà linh, ngạc nhiên thốt lên, không phải cậu bảo bên trong không có quỷ sao, vì sao bây giờ lại có cả tà linh? Tôi đã quên mất điểm này, năm đó lão hòa thượng kia phong ấn ký túc xá, âm sào chỉ vừa mới hình thành, không có tà linh, cho nên đại khái ông ta phong ấn trận pháp chỉ nhằm vào quỷ yêu, với tà linh hoàn toàn vô hiệu. Bất quá tà linh vốn là âm sinh, chỉ có thể ở gần âm sào, không thể rời khỏi, vì vậy cơ bản sẽ không ra ngoài hại người. Hôm nay tôi gặp phải chúng, đoán chừng trong âm sào vẫn còn khá nhiều. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương đâm ra phiền muộn. Tuy rằng tà linh không thể rời khỏi âm sào, thế nhưng nếu có người ngoài xâm phạm, bọn chúng chắc chắn sẽ hùa nhau chui lên, việc này tương đối phiền phức.
Còn nữa, nữ cảnh sát kia bảo thấy có nữ quỷ bay ngang qua cửa, giả như nàng ta không nhìn lầm thì. Chuyện này sẽ căng lắm, có thể khiến cho mình không phát hiện được quỷ khí tồn tại, tu vi của nữ quỷ phải mạnh đến mức nào. Cậu lập tức gọi điện thoại dặn Lý Đa bảo mấy nữ sinh kia cẩn thận một chút, nhất định phải dán huyết tinh phù lên cửa sổ, vạn nhất nữ quỷ kia xuất hiện kéo theo những người chơi cầu cơ thì phiền phức. Tiểu Mã nói chuyện điện thoại xong, đáp, tôi đã nói với hắn, phải rồi Tiểu Diệp Tử, tiếp theo cậu định làm gì? Ngày mai còn phải đi thêm một chuyến, phòng khách lầu 1 có một cái giá đỡ tượng gặp vấn đề, hôm nay bị tà linh kia phá rối, tôi không nhìn rõ. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, dự định chơi rắn săn mồi xong thì đi ngủ, đột nhiên nhớ tới món quà Chu Tĩnh Như vừa tặng mình. Lấy nó ra, mở lên, bên trong danh bạ đã lưu một dãy số, còn đặt tên là Như, không khỏi cười cười, em gái này tâm tư thật tinh tế. Tiểu Mã liếc mắt một cái, kêu lên, iPhone 6S, cậu khá lắm, cũng biết hưởng thụ đấy. Vừa kiếm được 1 vạn đồng xong là đã đi sắm sửa, rất có tiền đồ à. Diệp Thiếu Dương cười cười, ai bảo tôi tự mua. Chu Tĩnh Như đưa đấy, mẹ nó, tín vật đính ước à. Diệp Thiếu Dương mặc kệ cậu ta, suy nghĩ nửa ngày, nhiều chức năng hắn còn chưa nắm rõ, cho nên để sang một bên, lấy điện thoại cùi bắp ra chơi rắn săn mồi. Rạng sáng ngày thứ hai, hơn 5 giờ, Diệp Thiếu Dương đã bị tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Mã đánh thức. Tiểu Diệp Tử mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi. Liêu Thanh Thanh đến ký túc xá số 4. Diệp Thiếu Dương trở mình đứng lên, cái gì? Lý Đa vừa gọi điện thoại tới báo, Liêu Thanh Thanh mất tích tối hôm qua, người nhà tìm khắp nơi, báo cảnh sát. Sau đó nghe giám sát học viện ngoại ngữ nói cô ta đã đến trường học vào 3 giờ đêm, thế nhưng không có ở ký túc xá mới, 8 phần 10 là đã vào ký túc xá số 4. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ tình huống đã phát triển đến như vậy, vội vàng hỏi, bọn họ có vào ký túc xá không? Không có, cảnh sát cũng vừa mới đến, không ai dám vào, cho nên tôi mới xin cậu giúp, Tiểu Diệp Tử, cậu mau mau tới đó đi. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, vội vàng mặc quần áo, chạy như bay ra cửa, vừa đến cửa thì quay trở lại, mở hộc tủ, lấy ra một vật bỏ vào, túi đeo lưng. Đó là gì? Tiểu Mã hỏi. Vũ khí bí mật của tôi. Diệp Thiếu Dương nói, lỡ như Liêu Thanh Thanh ở trong ký túc xá bị lệ quỷ vây khốn thì có thứ này cũng an tâm hơn. Tiểu Mã biết một con đường tắt đến học viện ngoại ngữ, cả hai dùng hết sức chạy tới ký túc xá, kết quả mọi thứ đã trễ. Một thi thể thiếu nữ đang nằm trên thảm cỏ dưới lầu, nhiều cảnh sát thăm dò hiện trường xung quanh, răng dây cảnh giới, những người thân đứng bên cạnh thi thể khóc lóc. Đám người Lý Đa và Hà Lệ Lệ bị ngăn cản bên ngoài cảnh giới, thần tình hết sức bi thương và kinh ngạc. Tiểu Mã xông lên, nắm lấy Lý Đa, hỏi, là Liêu Thanh Thanh sao? Lý Đa khổ sở gật đầu. Diệp Thiếu Dương hỏi, sao có thể như vậy? Nửa đêm hôm qua, mẹ của Liêu Thanh Thanh ở bệnh viện chăm sóc con gái, sau đó ngủ quên mất, lúc tỉnh lại thì đã không thấy cô ấy đâu. Giám sát bệnh viện bảo cô ấy đã đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cắt lời hắn, khoan đã, tôi không muốn nghe quá trình. Cô ấy xảy ra chuyện lúc nào? Vừa mới đây, trước khi các người tới, cảnh sát làm thế nào tới nhanh như vậy? Tiểu Mã chen vào một câu. Cảnh sát đi theo chúng tôi, nghe quản chế bảo Thanh Thanh đã vào ký túc xá, vốn định đi tìm cô ấy, kết quả vừa tới liền nhìn thấy cô ấy từ trên lầu nhảy xuống. Lý Đa thở dài, thần tình phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm, Thiếu Dương ca, Thanh Thanh chết rất quái lạ, cậu. Đi xem đi. Diệp Thiếu Dương luồn qua dây cảnh giới, lập tức bị một cảnh sát ngăn cản, hiện trường án mạng, cấm lại gần, cậu là ai? Diệp Thiếu Dương nói, tôi là bạn của cô ấy, chỉ đến nhìn cô ấy một chút, được không? Cảnh sát do dự, nói, tình huống người chết có điểm đặc biệt, tốt nhất cậu không nên nhìn. Đặc biệt. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, đẩy cảnh sát ra, đi tới trước thi thể vài mét, đột nhiên đứng lại, hít một hơi thật sâu, dưới đất là một cái thây khô. Nói chính xác là một người hoàn toàn mất đi máu thịt và xương cốt, chỉ còn lại một lớp da che chắn, ngũ quan đảo lộn không rõ, chẳng còn một chút dung mạo đặc trưng. Đây không phải là thây khô sao, sao có thể là Liêu Thanh Thanh? Tiểu Mã nhìn thoáng qua, kinh ngạc kêu lên. Lý Đa đi tới nói, chính là cô ấy, người nhà cũng đã xác nhận y phục và đồ trang sức đều là của Liêu Thanh Thanh, tuyệt đối không lầm, còn có camera làm chứng. Tiểu Mã quay đầu lại nhìn hắn, cậu bảo là cô ấy nhảy từ trên lầu xuống,
Vậy cậu nói cho tôi biết, người đã chết, biến thành thây khô thì còn nhảy lầu thế nào được? Đừng nói là vừa nhảy xong trong nháy mắt biến thành thây khô nhé. Lý Đa chắp hai tay lại, kêu lên, đừng hỏi tôi còn sợ đây. Quản chế xem camera bảo lúc cô ấy vào ký túc xá thì vẫn còn bình thường, chẳng hiểu sao mấy tiếng sau thì đột ngột biến thành thây khô, có trời mới biết cô ấy trong đó gặp cái gì. Cha mẹ của Lưu Thanh Thanh gục trên thi thể con gái khóc sướt mướt, từng giọt nước mắt rơi xuống làn da khô nứt của cô. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thấy ngón tay của xác chết động đậy. Tất cả ra khỏi đây. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng quát, tử thi biến đổi. Sau đó hắn tiến lên mạnh mẽ kéo cha mẹ của Lưu Thanh Thanh ra, quay đầu lại bảo Tiểu Mã và Lý Đa đến giúp. Súc sinh, mày nói cái gì? Cha của Lưu Thanh Thanh nhào tới định đánh Diệp Thiếu Dương, bị Tiểu Mã và Lý Đa giữ lại. Đúng lúc này, mẹ của Lưu Thanh Thanh chợt thét lên chói tai. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Lưu Thanh Thanh từ dưới đất bò dậy, hai chân bật thẳng như cương thi trong phim, nhảy đến trước mặt mẹ cô đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai tay bấu vào cổ của bà, từ dưới đất nhấc lên. Gào! Lưu Thanh Thanh gầm rú, trừng mắt nhìn, mồm há to, biểu tình dữ tợn, dáng dấp cô lúc này rất đáng sợ, càng lộ ra vẻ tà ác và khủng khiếp. Trá thi! Thứ này vốn chỉ có trong truyền thuyết, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện sờ sờ trước mặt. Sau phút giây ngắn ngủi đó, những tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên, Hà Lệ Lệ cùng mấy nữ sinh sợ đến mức liên tục lui về phía sau. Những tên cảnh sát cũng hoảng hốt, đứng sững tại chỗ chẳng biết nên làm gì. Một cảnh sát liền rút súng lục ra, nhắm vào thây khô, run rẩy hét, mau thả người xuống, nếu không ta sẽ nổ súng. Chương 36, bánh bao thịt heo. Anh bỏ súng xuống, cẩn thận cướp cò. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn, muốn đả thương cương thi, trừ phi bắn nát đầu nó. Sau đó hắn bước tới trước mặt Lưu Thanh Thanh, hà hơi vào miệng cô, cả người Lưu Thanh Thanh chợt run rẩy, sau đó buông mẹ của cô ra, giang hai cánh tay, nhắm thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, co chân trượt ra phía sau lưng Lưu Thanh Thanh, khom người xuống thấp, dùng tay nện vào hai đầu gối của cô. Toàn thân cương thi cứng như sắt, có dùng thiết côn đánh cũng không hề hấn, duy chỉ có các đốt khớp xương là yếu nhất, bộp bộp. Hai tiếng, Lưu Thanh Thanh lập tức ngã quỳ xuống đất. Diệp Thiếu Dương cột mái tóc dài vào đôi chân của cô, kéo đầu cô ra phía sau, ngón tay tạo thành phụng nhãn dụng lực chụp vào dưới cổ họng cô 30 phân. Nhanh chóng gỡ ra, Lưu Thanh Thanh hé miệng, thở một ngụm thi khí, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất bất động. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói với đám cảnh sát đang há mồm trợn mắt, còn đứng đó làm gì? Mau đem thi thể đi. Một người cảnh sát khiếp sợ đi tới, nhìn thoáng qua thi thể, sau đó lại nhìn Diệp Thiếu Dương, không sao chứ? Mới vừa rồi là... Không sao, phản ứng tĩnh điện thôi, phóng điện đi là sẽ không sao. Trước mắt biết bao nhiêu người, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nhiều lời. Tùy tiện tìm đại một cái cớ, tùy bọn họ tin hay không, mắc công lại tuyên truyền mình mê tín dị đoan. Thi thể Lưu Thanh Thanh được mấy cảnh sát khiêng lên xe mang đi, cha mẹ cô cũng đi theo. Lý Đa và những nữ sinh còn lại chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, chuyện Thanh Thanh có liên quan tới cậu, cơ hay không? Lý Đa khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lưu Thanh Thanh trong vòng mấy tiếng đồng hồ biến thành thây khô, tất nhiên là do lệ quỷ hoặc tà linh gây nên. Bất quá không thể để bọn họ nặng gánh trong lòng, Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì nữa, hỏi ngược lại cậu. Chẳng phải tôi dặn cậu nói với mọi người dán huyết tinh phù lên cửa sổ sao? Vì sao Lưu Thanh Thanh không nghe theo? Lý Đa ngẩn ra, nói, lúc cô ấy chuyển viện, tôi có đưa cho cha của cô ấy một lá phù, luôn dặn ông ta phải làm theo, hay là do quỷ quái quá mạnh mẽ, phù của cậu vô dụng. Nói xong ý thức được lỡ mồm, Lý Đa ngượng ngùng cười, tôi không có ý gì đâu, chỉ là nói chơi thôi, Thiếu Dương ca bỏ qua cho. Diệp Thiếu Dương nói, không thể, huyết tinh phù có máu của tôi, nếu quỷ hồn tới gần, tôi phải phát hiện đầu tiên chứ. Quỷ quái dù có tu vi cường thịnh đến đâu cũng không ngoại lệ. Thế mà tối hôm qua tôi lại ngủ rất say, không nhận thấy phù động dù chỉ một chút. Lý Đa còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương đã phất tay ngăn cản, bỏ đi. Người cũng đã chết, có truy cứu thêm nữa cũng vô ích, mấy người các cậu nên cẩn thận một chút, tốt nhất là quay về ký túc xá cùng nhau để tăng thêm nhân khí. Nhớ kỹ, phải dán huyết tinh phù lên cửa. Anh chính là người đêm đó đã cứu tôi.
Một giọng nữ thanh thúy chợt vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, chính là cô gái ngày hôm trước được mình cõng. Lúc đó trời tối đen như mực, cô lại bất tỉnh, hôm nay nhìn kỹ mới thấy còn đẹp hơn vài phần, trong lòng cảm thấy hết sức phơi phới, tươi cười nói, là tôi đây, cô là Tiêu Lâm. Ừm, cảm ơn anh, tôi cũng không biết phải làm sao để cảm ơn anh. Tiêu Lâm mở đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Tôi cũng gọi anh là Thiếu Dương ca nhé. Thiếu Dương ca, Thanh Thanh có phải bị cầu cơ hại chết hay không? Nếu như vậy, bọn em có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Tôi hiện tại cũng không thể xác định chính xác, dù sao cứ làm theo lời tôi nói, dán huyết tinh phù lên cửa thì sẽ không có chuyện gì. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Mấy nữ sinh liên tục gật đầu, Tiêu Lâm nói, Thiếu Dương ca, bọn em nhờ cả vào anh. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu, an ủi các cô gái, sau đó bảo Lý Đa đưa các cô về. Còn mình đi tới trước vị trí thi thể của Lưu Thanh Thanh, nhìn lên, đối diện là song cửa sổ phòng 404 ký túc xá. Tiểu Mã cũng phát hiện tình huống đó, vội nói, Tiểu Diệp tử, là quỷ quái làm. Không phải quỷ, Lưu Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn bị hút khô máu thịt, biến thành thây khô, việc này quỷ hồn không thể làm được. Chỉ có thể là tà linh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua luồng âm khí nồng đậm phía trên, nói với Tiểu Mã, cậu về trước đi, tôi vào xem thế nào. Phía sau đột nhiên có một giọng nữ vang lên, tên vô lại, ngươi tính làm gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, một đội cảnh sát gồm 4 người từ đằng xa đi tới, dẫn đầu là cô gái mà hắn quen biết ở ký túc xá tối hôm trước. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ tên của nàng, Tạ Vũ Tình. Hôm nay nàng đã mặc cảnh phục, nhìn rất có khí khái hào hùng, bất quá sắc mặt nàng lại âm trầm, oán hận nhìn hắn. Cô mặc cảnh phục cũng đẹp lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, à này, trường sam của tôi đâu? Tạ Vũ Tình nhớ tới chuyện hôm qua, đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn, tức giận nói, vứt rồi. Đừng nhắc lại chuyện tối qua nữa, nếu không ta lập tức bắt ngươi. Được được, không nhắc tới nữa, xem như không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa. Tạ Vũ Tình quay đầu thì thấy mấy cảnh sát phía sau hai mắt tỏa sáng, vô cùng hiếu kỳ đối với đoạn hội thoại của bọn họ đêm qua. Có chuyện gì hot? Thấy Tạ Vũ Tình đỏ mặt sắp nổi giận, Diệp Thiếu Dương liền xua tay nói, thôi, không đùa nữa. Cảnh sát các cô không phải vừa mới rời khỏi sao, còn đến đây làm gì? Sắc mặt Tạ Vũ Tình hòa hoãn trở lại, nói, thăm dò hiện trường, người chết nhảy xuống từ phòng 404 ký túc xá, đó là chỗ đầu tiên, chúng ta phải lên xem. Vào ký túc xá, hắn trợn mắt, muốn chết. Bị hắn nói như vậy, Tạ Vũ Tình chợt nhớ tới chuyện hôm qua, có chút sợ hãi, chột dạ nói, ban ngày chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Ở đây nhiều cảnh sát như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện bàn chuyện mê tín, cười bảo, nếu cô không tin thì cứ vào thử. Lỡ xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Tạ Vũ Tình do dự một lát, thăm dò hiện trường là nhiệm vụ, không đi không được, thế nhưng nếu đi thì. Đột nhiên nàng nháy mắt với Diệp Thiếu Dương, nói, tên vô lại, chi bằng ta với ngươi vào chung nhé, thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, thứ nhất, tôi không phải là tên vô lại, thứ hai, các người nhiều người như vậy, tôi không chiếu cố nổi, tôi cũng không có nghĩa vụ chiếu cố các người. Vậy thì, hai chúng ta vào thôi. Chịu không? Tạ Vũ Tình xuống nước năn nỉ. Lời vừa nói ra, mấy cảnh sát phía sau lập tức phụ họa, tiến lên vỗ vai Diệp Thiếu Dương, thân thiết nói, đúng đúng, như vậy là hay nhất, tiểu huynh đệ. Cậu theo Tạ đội trưởng vào đi, không cần nhiều người đâu, chúng tôi đi điều tra xung quanh được rồi, xem có kẻ nào khả nghi hay không. Diệp Thiếu Dương im lặng không đáp, đám cảnh sát này, sợ quỷ thì bảo sợ quỷ, lại có thể đường hoàng mượn cớ như vậy, thật không hổ là người trong cửa công. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình, hỏi, cô thật sự muốn đi vào? Dĩ nhiên, đây là nhiệm vụ. Ngươi giúp ta một chút đi. Tạ Vũ Tình lại đưa mắt đầy mị hoặc. Được rồi, tôi cũng không thể nhìn cô chịu chết. Diệp Thiếu Dương thở dài. Thế mới ngoan. Tạ Vũ Tình tiến lên rất anh hùng ôm vai của hắn, vỗ vỗ nói, xong việc tỉ tỉ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo, nhé. Bánh bao, thịt heo. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương không tự chủ được rơi vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Tạ Vũ Tình đấm vào bụng hắn một cái, lực vô cùng mạnh.
Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 37, Quỷ Hoa. Ban ngày, âm khí trong tòa nhà xuống thấp, thế nhưng vạn nhất gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cô không được hoảng hốt, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi bảo làm thế nào thì làm thế ấy, nghe rõ chưa? Cả hai người tiến vào ký túc xá, Diệp Thiếu Dương dặn dò. Biết rồi. Tạ Vũ Tình rất không thoải mái đáp, cầm chắc cây súng lục trong tay, gương mặt hết sức khẩn trương. Cô làm gì thế? Diệp Thiếu Dương dừng lại, nói cô định dùng cái này để giết quỷ. Không thì biết làm thế nào bây giờ? Ta không có gì cả, không cảm thấy an toàn. Tạ Vũ Tình ủy khuất đáp. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, lấy từ bên hông ra một tấm đào mộc phù, giao cho nàng, lỡ như gặp phải chuyện gì. Cô cứ đưa thứ này ra, ít nhiều cũng có tác dụng, chỉ mong không bao giờ dùng. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương cầm tảo mộc kiếm đi trước, Tạ Vũ Tình cầm đèn pin theo sau, hai người đi một mạch tới lầu 4, đến trước cửa phòng 404. Phòng 404 vẫn lặng yên không một tiếng động. Tạ Vũ Tình nhớ tới chuyện kinh khủng tối hôm qua, nuốt nước miếng, nhẹ giọng năn nỉ Diệp Thiếu Dương, ngươi vào trước có được không? Diệp Thiếu Dương cười cười, đẩy cửa gian phòng. Bên trong trống rỗng, không có gì cả. Diệp Thiếu Dương làm lại công việc giống như hôm qua, đặt gương bát quái lên khung cửa, tránh cho mấy con tà linh không sợ chết liều mạng xông tới. Tạ Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm, đi vào, lấy máy chụp ảnh chụp khắp nơi, sau đó mới đi vào, lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất, trên mặt đất đầy bụi còn in rất nhiều dấu chân. Nàng cúi đầu quan sát, nói, chỉ có dấu chân của Lưu Thanh Thanh và dấu chân của hai chúng ta, không có dấu chân của người khác. Nói lời vô ích, hung thủ không phải là người, đương nhiên không có dấu chân. Tạ Vũ Tình đi tới trước cửa sổ, lấy đèn pin chiếu qua, trên song cửa sổ bằng sắt có một cái đinh nhô lên, bên trên còn mắc một mảnh vải nhỏ màu hồng. Tạ Vũ Tình dùng máy ảnh chụp một tấm, gỡ mảnh vải xuống, nhìn một chút, nói đây là mảnh vải trên y phục của Lưu Thanh Thanh. Nhất định lúc cô ấy nhảy xuống không cẩn thận làm rách. Diệp Thiếu Dương nói xàm nói nhảm, nếu cô ấy không nhảy lầu ở đây, vậy cô tới đây làm gì? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, đây là trình tự. Diệp Thiếu Dương cười cười, cái gì mà trình tự, đừng nghĩ tôi không biết, trình tự điều tra thông thường ít nhất phải có hai người ở đây thăm dò hiện trường. Hơn nữa lúc cô gỡ vật chứng xuống còn không mang theo găng tay. Tạ Vũ Tình thở dài, nói thật với ngươi, nhìn biểu hiện tối hôm qua của quản chế ký túc xá. Ta đoán Lưu Thanh Thanh là từ dưới lầu bay thẳng lên cửa sổ lầu 2, không ai đi vào nữa, sau mấy tiếng thì biến thành thây khô. Nếu dùng khoa học chắc chắn sẽ không thể giải, thích nổi. Lãnh đạo sở cảnh sát cũng không phải ngu ngốc, ai cũng biết đây là một vụ án linh dị. Ta làm vậy cũng chỉ là hình thức, chụp ảnh để lưu vào hồ sơ, chứ nếu muốn phá án thật sự thì không thể dựa theo quy trình thông thường. Diệp Thiếu Dương nói, các người còn có quy trình bất thường nữa à? Trong sở của ta có một vị cố vấn linh dị, nghe nói hắn rất lợi hại, thế nhưng trước đây ta vốn không tin quỷ thần, cho nên không quen biết hắn. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, người cô nói, có phải là lão Quách không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, không biết họ gì, chỉ nghe nói mở cửa hàng mai táng. Ngươi quen hắn sao? Đó là sư huynh tôi. Diệp Thiếu Dương đáp, xem ra lão Quách sống không tệ, được cả sở cảnh sát mời làm cố vấn. Hả? Là sư huynh người? Tạ Vũ Tình mỉm cười, sớm biết vậy ta đã tới tìm hắn, không cần tìm tiểu tử nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, vậy lần sau cô đi tìm huynh ấy đi, xem y có dám vào ký túc xá hay không. Tạ Vũ Tình khinh thường cười nói, đừng khoác lác, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn cả sư huynh ngươi, vậy thì sao hắn có thể làm sư huynh ngươi được? Mao Sơn vốn dĩ có phân nội môn ngoại môn, y là ngoại môn, tôi là nội môn, đệ tử ngoại môn có thể có rất nhiều, đệ tử nội môn thì cả Mao Sơn chỉ có một, hiểu không? Diệp Thiếu Dương kiêu ngạo nhìn nàng, tự động chém gió. Nhân lúc nàng chụp hình, Diệp Thiếu Dương đi vòng vòng quan sát, trong phòng không có một tia quỷ khí hay tà khí. Khiến hắn hết sức khó hiểu, dùng thuật ngữ trinh sát mà nói, lẽ nào đây không phải là hiện trường vụ án giết người? Hay là Lưu Thanh Thanh đã bị tà linh giết chết trước, sau đó mới tự mình nhảy xuống? Tuyệt đối không thể, chỉ còn lại một khả năng cuối, tu vi tà linh quá lớn, có thể ẩn giấu tà khí trên người, không để lại vết tích. Nếu thật như thế thì rất phiền phức. Xong rồi, tên vô lại, đi thôi.
Tạ Vũ Tình vỗ vỗ vai hắn, tỷ dẫn ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Cấm gọi tên vô lại nữa đấy, trừ phi cô để cho tôi ăn bánh bao thịt heo của cô, ngươi muốn chết. Tạ Vũ Tình đá một cước, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng tránh thoát. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ ngoài cửa có một cái đầu thò vào. Tạ Vũ Tình trông thấy liền hét lên chói tai, trốn ra sau lưng Diệp Thiếu Dương, mở to mắt nhìn kỹ, đó là một tiểu hài tử khoảng 4 đến 5 tuổi. Ngó nghiêng rào rác bước vào trong phòng, thân hình mũm mĩm, mắt to miệng nhỏ, trên người chỉ mặc độc một cái yếm hồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đây là... Tạ Vũ Tình cả kinh không nói nên lời, nơi đầy quỷ tại sao lại có tiểu hài tử. Nàng vội vàng cầm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, run rẩy hỏi, tiểu hài tử ấy ở đâu ra vậy? Là người hay là quỷ? Hỏi thừa. Diệp Thiếu Dương còn khẩn trương hơn cả nàng, đứa trẻ này không phát ra một tia nhân khí, không thể nào là người, không biết là quỷ yêu hay là tà linh mà lại dám nghênh ngang xông vào trong phòng. Gương bát quái cũng không có chút phản ứng, chẳng lẽ tu vi của nó đã hơn nghìn năm? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, tuyệt đối không thể. Quỷ đầu lĩnh ngàn năm không phải dễ dàng gặp như vậy. Tiểu hài tử tựa hồ không có địch ý, nghiêng đầu nhìn nữ cảnh sát một lúc, sau đó tiến lên kéo kéo tay của nàng, tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đi chơi nha. Giọng nói rất ngọt, rất biết dụ dỗ. Nữ cảnh sát sợ đến mức muốn khóc lên, nhìn Diệp Thiếu Dương cầu cứu, a, phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, tỷ đi chơi với ta đi, ta cho tỷ xem mấy thứ đồ chơi đẹp lắm, tỷ tỷ. Tiểu hài tử rất mạnh, kéo hẳn cả người của nữ cảnh sát lùi về phía sau, Diệp Thiếu Dương liền xông lên ngăn cản, hay là để ta đi chơi với ngươi. Tiểu hài tử chậm rãi quay đầu nhìn hắn, đôi đồng tử trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, thanh âm thoáng cái trở nên quỷ dị bất thường, hung tợn nói, tránh ra, không được, ta đang muốn đùa với ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức xuất thủ, cắt ngón giữa, vẽ thái cực ấn lên lòng bàn tay, một chưởng vỗ lên cánh tay phải của tiểu hài tử, lôi tiểu hài tử trở vào phòng. Nếu như nó là quỷ yêu, một chưởng này sẽ khiến nó hồn phi phách tán, thế nhưng tiểu hài tử chỉ rú lên quái dị, buông nữ cảnh sát ra, ôm lấy cánh tay rên rỉ đau đớn. Chỉ ít phút sau, tiếng rên rỉ biến thành tiếng cười khanh khách. Hai người hoảng sợ nhìn thấy từ chỗ cánh tay bị thương, da rẻ nó bắt đầu thối rữa, lộ ra một mảng máu thịt đỏ lòm to lớn. Trời ạ! Nữ cảnh sát ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy. Dưới con mắt hai người, tiểu hài tử đã hoàn thành việc lột xác vô cùng khủng khiếp, cởi bỏ lớp da toàn thân. Máu thịt trộn lẫn, sau đó dường như cảm thấy thích thú, cố sức giơ hai tay lên lắc lắc, bóp nát cái đầu. Răng rắc, răng rắc, tiếng xương sọ vỡ vụn. Toàn bộ đầu của nó đã đứt thành nhiều mảnh, bên trong lộ ra thứ gì đó trăng trắng, không phải là não. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, đó là vải sợi bông. Chương 38, nữ sinh. Diệp Thiếu Dương đoán được nguồn gốc của nó, lập tức rút ra tảo mộc kiếm chém xuống đỉnh đầu tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không trốn tránh, thong thả đứng yên cho tảo mộc kiếm chém vào khe xương sọ, máu huyết tràn ra, cả người run run một chút. Trong miệng lại phát sinh một tràng cười quỷ dị, khi khi khi, bản lĩnh tốt. Diệp Thiếu Dương định giơ kiếm chém nữa, lại phát hiện ra tảo mộc kiếm bị hút vào bên trong, không rút ra được. Tâm hắn chợt trùng xuống, con mẹ nó, lần này gặp phải thứ dữ rồi. Chẳng lẽ nó chính là chủ nhân của âm xào? Bị một quỷ hài tử trêu đùa như vậy, Diệp Thiếu Dương vô cùng tức giận, không lùi mà tiến tới, tay trái nắm lấy cần cổ quỷ hài tử. Tay phải móc ra một vật gì đó từ trong đai lưng, rạch nhẹ đầu lưỡi của mình, nhất thời một vệt sáng màu đỏ hiện lên trên thân, chiếu rọi hai chữ to, Diệt Linh. Đinh Diệt Linh, quỷ hài tử kêu lên thất thanh, cố sức giằng co, Diệp Thiếu Dương không buông tha, cho nó, tay trái bóp chặt yết hầu, dưới chân phát lực, gắt gao đè nó vào tường. Tạo hóa vô môn, mao sơn hữu thuật, thần đinh nhất xuất, vạn linh câu diệt. Phá. Diệp Thiếu Dương vung đinh Diệt Linh đâm về phía quỷ môn hài tử, tiểu hài tử vội nghiêng đầu, đinh Diệt Linh đâm thẳng vào con mắt trái, bắn ra một bãi nước màu xanh. Đinh Diệt Linh trong nháy mắt biến thành một khối than đỏ bừng, nướng chín con mắt của nó, trong hốc mắt bắt đầu có hơi nước ồ ồ bốc lên, cả người quỷ hài tử co quắp, miệng liên tục kêu thảm thiết. Nữ cảnh sát sợ đến mức trốn trong góc phòng, giơ hai tay lên bịt tai lại. Không phải lúc nãy ngươi giỏi lắm à, làm nữa đi. Diệp Thiếu Dương bị tiểu hài tử trêu đùa cuối cùng cũng bộc phát sự hung ác, miệng liên tục niệm chú,
không ngừng gia tăng sức mạnh của Đinh Diệt Linh để hóa giải oán khí. Đoán chừng chỉ khoảng một phút nữa thôi, quỷ hài tử sẽ phải chịu cảnh nguyên thần câu diệt, một thân oán khí đều bị Đinh Diệt Linh hấp thụ. Đinh Diệt Linh chính là bảo vật truyền thừa mấy trăm năm nay, chuyên dùng để giết quỷ, linh lực không ngừng phát triển, trở thành một trong những pháp khí nổi danh nhất Mao Sơn Tông. Oán khí trong cơ thể quỷ hài tử càng lúc càng mờ nhạt, động tác dãy dụa ban nãy cũng dần dần buông xuôi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng của nữ, buông nó ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, một thiếu nữ khoảng độ 20 tuổi đang đứng bên ngoài cửa, tóc dài xõa vai, mặc áo sơ mi xanh, váy dài xanh nhạt, là trang phục nữ sinh dân quốc. Tướng mạo thanh tú, duyên dáng yêu kiều, toàn thân không phát ra một tia quỷ khí, thế nhưng trực giác thiên sư đã mách bảo cho hắn biết cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Lại có một con đến nữa, đừng gấp gáp, chờ ta giết xong nó sẽ hầu hạ ngươi, còn nếu sốt ruột thì cứ đi vào. Diệp Thiếu Dương nói, bên trong gian phòng có gương bát quái phong ấn, có thể không có tác dụng lớn đối với quỷ nhi. Thế nhưng đối với quỷ yêu tà linh thì lực chấn nhiếp của nó rất mạnh, trừ phi nữ quỷ này có tu vi trên nghìn năm. Diệp Thiếu Dương ỷ vào điểm đó nên đâm ra chủ quan, thấy nữ quỷ hoàn toàn không thèm nghe lời cảnh báo của hắn, trực tiếp bước vào gian phòng 404. Có điều mọi chuyện diễn ra sau đó như một cú tát vào mặt hắn, gương bát quái nhất thời phát sinh một đạo kim quang chiếu rọi vào người nữ quỷ. Không có phản ứng, nữ quỷ vẫn tiếp tục cất bước, rắc một tiếng, gương bát quái chợt vỡ nát. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, trời ơi, tu vi nữ quỷ này đã đến bực nào. Cư nhiên lại có thể chấn vỡ gương bát quái. Nhưng khi nhìn thấy bộ y phục nữ sinh của nàng, tuy rằng bề ngoài hơi cũ một chút, thế nhưng sớm nhất cũng là thời kỳ dân quốc. Chẳng lẽ, âm khí trong ký túc xá đã cường đại đến mức có thể khiến cho một con quỷ hồn chỉ mới ở vài thập niên đã tu luyện thành quỷ thủ lĩnh? Chuyện này tuyệt đối không thể. Mọi ý niệm trong lòng Diệp Thiếu Dương đảo lộn, miệng vẫn không ngừng niệm chú, tranh thủ giải quyết quỷ hài tử xong sẽ đối phó với nữ quỷ. Nếu không cả hai đều lợi hại như vậy, hai mặt giáp địch, lại còn kẹt nữ cảnh sát ngực to kia, căn bản không thể làm gì được. Nữ quỷ giơ tay phải lên, chỉ về phía Diệp Thiếu Dương, một luồng hắc khí từ dưới chân Diệp Thiếu Dương chợt xuất hiện, hóa thành một đạo nhân ảnh, giang hai tay ra, đánh vào sau gáy hắn. Tà Linh, đối mặt với tập kích, Diệp Thiếu Dương phải buông Đinh Diệt Linh, trở tay đánh một chưởng vào người Tà Linh. Tà Linh cũng không mạnh lắm, bị dính chưởng liền biến mất, bất quá lại để cho quỷ nhi có cơ hội trốn thoát. Hai tay nó nắm lấy Đinh Diệt Linh như nắm lấy một cây đuốc, phút chốc cả hai bàn tay đều xì xì bốc thành hơi nước. Quỷ nhi cố nhịn đau đớn, rút Đinh Diệt Linh từ trong mắt ra, đồng tử cũng theo đó rớt ra ngoài, vội vàng ném xuống đất, oa oa khóc lớn chạy tới trốn sau lưng nữ quỷ. Đã dặn ngươi rồi, không phải pháp sư nào cũng giống nhau. Nữ quỷ trách mắng, mau về đi. Quỷ nhi hung tợn liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, không cam lòng chạy ra khỏi ký túc xá. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, vẻ ngoài của nàng không khác gì học sinh phổ thông, tóc dài xõa vai. Y phục học sinh màu xanh nhạt, sơ mi ngắn tay và váy dài, chân mang tất trắng cùng giày da, vóc dáng thanh thuần, dáng người. Khá đẹp, chỉ có điều Diệp Thiếu Dương không còn tâm tư để thưởng thức. Chỉ bằng khả năng của nữ quỷ, Diệp Thiếu Dương vô cùng hoài nghi, nàng chính là nữ quỷ mạnh nhất mình từng gặp, không, mạnh nhất trong tất cả những con quỷ. Nữ quỷ đứng thẳng bất động, tựa hồ không có ý xuất thủ, Diệp Thiếu Dương cũng không dám động thủ trước. Lạnh lùng nói, trên người ngươi có âm khí, lại còn thuận tay hóa ra tà linh, ngươi là quỷ thủ lĩnh nghìn năm. Nữ quỷ không trả lời, nhàn nhạt hỏi lại, đạo phong ở đâu? Đạo phong, nàng biết đại sư huynh của ta. Trong mắt Diệp Thiếu Dương xoay chuyển, nói, ngươi có quan hệ gì với đại sư huynh của ta? Thứ lỗi, không biết là người quen cũ. Nếu nói sớm thì hà tất phải đánh tới đánh lui như vậy, hi hi, tiểu hài tử đó thật đáng yêu, đệ đệ của ngươi à? Tuy rằng giả bộ làm quen với quỷ thật mất mặt, thế nhưng hảo hán không chấp thua thiệt, mình còn muốn chạy, đối phương đoán chừng cũng không muốn ở đây. Chỉ là mình bên này còn kẹt một thứ, phải bảo vệ an toàn cho nàng ấy, thế nên đành hy sinh một chút nhan sắc, à không, hy sinh một chút hình tượng bản thân. Nữ quỷ căn bản không để ý tới hắn, thanh âm vẫn điềm tĩnh thanh nhã, thế nhưng từng chữ nói ra lại khiến Diệp Thiếu Dương phát lạnh, bảo đạo phong đến âm xào tìm ta. Trong vòng một tháng nếu như hắn không đến, ta sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành. Huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành,
ngươi nói thật hay nói giỡn? Thế nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nàng không phải đang đùa. Nữ quỷ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nhếch miệng cười, phun ra một ngụm lớn máu huyết, mắt, mũi, miệng, tai của nàng cũng không ngừng chảy máu. Máu rơi đầy trên mặt đất, thấm xuống dưới đất, tiếp đó, một màn kinh khủng xảy ra, sàn nhà trong gian phòng phút chốc tràn ngập máu, máu từ trong những khe hở tuôn chảy, rất nhanh đã dâng tới mắt cá chân. Tạ Vũ Tình kêu lên thành tiếng, muốn chạy trốn, bỗng nhiên chân bị một thứ gì đó lôi kéo, ngã xuống vũng máu. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy đến cho tay vào vũng máu tìm kiếm nàng, bắt được cánh tay của Tạ Vũ Tình. Nhanh chóng kéo lên, thế nhưng đối phương lại giơ một tay khác bấu vào cổ, há miệng lớn, định cắn cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, nhìn kỹ thì hóa ra không phải Tạ Vũ Tình. Đó là một con quái vật đầu nhọn sừng dài, mồm toét đến tận mang tai, lộ ra hai hàm răng nanh to lớn, dáng dấp cực kỳ dữ tợn. Ngươi làm ta sợ đấy. Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết vỗ thẳng vào mặt nó, đánh nó chìm vào vũng máu loãng. Sau đó lại cho tay vào trong máu tìm kiếm một hồi mới kéo được Tạ Vũ Tình nửa sống nửa chết lên, vội vàng bế nàng đặt lên giường, đảm bảo nàng tạm thời an toàn thì mới thở dài một cái. Đúng lúc này, hai chân của hắn cũng bất ngờ bị một đôi tay bắt được, hắn cố sức giằng co, kéo một đôi tay dính đầy máu ra khỏi mặt nước. Chẳng lẽ vừa rồi là tà linh? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Tay phải của Diệp Thiếu Dương khép lại, miệng lầm rầm niệm chú, dụng sức chặt mạnh xuống dưới, cắt đứt đôi tay kia ra. Kết quả, chân hắn vẫn bị một thứ gì đó níu kéo, cúi đầu nhìn, vô số thi thể như cá trườn trong vũng máu, lao tới chỗ hắn, mỗi con một tay ôm lấy đôi chân của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Máu vẫn không ngừng dâng lên, đã ngập đến phần eo. Nữ quỷ cũng theo vũng máu từ từ bay lên cao, hai chân đạp trên mặt nước, sắc mặt điềm tĩnh thanh tú. Thế nhưng bất chợt máu từ mắt mũi miệng của nàng chảy ra, khiến khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hết sức quỷ dị và kinh khủng. Tạ Vũ Tình ngồi trên giường nhìn những thi thể đang trườn bò trong vũng máu, lại thêm diện mạo của nữ quỷ còn kinh dị hơn mấy nữ sinh trong phim ma Nhật Hàn, nội tâm hoàn toàn sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng, nhìn Diệp Thiếu Dương khóc thét lên, ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Ngươi chắc chắn có thể trốn thoát, mau đi nhanh đi. Cô bớt khinh thường tôi đi, tôi còn chưa chết. Diệp Thiếu Dương cư nhiên quay đầu lại liếc nàng một cái, sau đó nhìn nữ quỷ đang lơ lửng trên không trung, hít một hơi thật sâu, con quỷ này quá mạnh, đành phải xuất toàn lực. Lập tức hai tay bắt ấn, kết thành ấn pháp bí truyền của Mao Sơn nội môn, Kim Thần Chú, cao giọng niệm chú, hữu thỉnh Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tà Linh, hộ đệ tử Bách Tà Bất Xâm, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cắt, ngón giữa, chấm một điểm lên ấn đường, cả người nhất thời bừng sáng. Hào quang tử sắc lan tỏa bốn phương. Tất cả tà linh đồng loạt buông chân của hắn, liên tục lui về phía sau, vũng máu cũng tự động rẽ sang hai bên, để lộ mặt đất bên dưới. Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc tiến về phía trước, cho tay vào túi lấy ra một vật dài mà sáng nay hắn đã trở lại mang theo. Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sáng suốt, nếu như không có vật này, hôm nay hắn đã không thể dẫn theo Tạ Vũ Tình. Mở túi, bên trong là một lớp vỏ kiếm. Diệp Thiếu Dương cầm chặt thanh kiếm, nhìn nữ quỷ đang sừng sững bất động trên không trung, trầm giọng nói, ngươi ra vẻ đủ rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đạo thuật Mao Sơn chân chính. Kèm một tiếng, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hào quang tử sắc bắn ra khắp nơi, đến cả người bình thường như Tạ Vũ Tình cũng cảm thấy nhuệ khí bức người. Đệ nhất pháp khí Mao Sơn, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đã xuất hiện. Bảo kiếm xuất khỏi vỏ, quỷ thần phải kính nể. Trong mắt nữ quỷ lần đầu tiên có phản ứng, giật mình. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, nữ quỷ gần từng chữ, cũng biết hàng nhì. Tay phải Diệp Thiếu Dương cầm kiếm, tay trái cắt ngón giữa, dùng máu quệt một đường lên chuôi kiếm, trong miệng thì thầm. Càn khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, ta yêu quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành khinh trần. Thất Tinh quý vị, Long Tuyển sát địch, Chu Tà. Trường kiếm hạ xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu nữ quỷ. Nữ quỷ không né tránh, thực tế cũng không né được, chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc ngắn đột nhiên mọc dài ra, hướng về phía trước, nỗ lực xoắn vào thanh kiếm. Kiếm phong dừng lại một chút, sau đó mạnh mẽ chém đứt mái tóc như chém bùn,
áp sát đỉnh đầu nữ quỷ, dừng lại lần thứ hai, kịch liệt rung động. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào bảo kiếm, quát to một tiếng, "Chu tà!" Kiếm phong trong nháy mắt áp bức, bổ thẳng xuống đỉnh đầu nữ quỷ. Nữ quỷ giống một tiếng lớn, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, vặn vẹo, móp méo. Một tháng, chỉ còn một tháng, thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan biến trong không khí, máu loãng trên đất cũng nhanh chóng xoáy vào một chỗ, sau đó biến mất, cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương chán nản ngã ngồi xuống đất, một kiếm vừa rồi đã hao tổn biết bao nhiêu pháp lực của hắn, cả người giống như vừa mới chạy marathon đường dài, mồ hôi nhễ nhại, liên tục há mồm thở dốc. Tạ Vũ Tình ngồi trên giường đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, chuyện đêm qua chỉ là để cho nàng tin trên thế giới này có ma quỷ. Mà chuyện vừa mới phát sinh đã vượt xa tri thức của nàng, đảo lộn toàn bộ thế giới quan trong nàng. Thật lâu sau, Tạ Vũ Tình mới chậm rãi cử động, muốn xuống giường, lại phát hiện tứ chi mình mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là đành ngồi yên trên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, "Này, ngươi, không sao chứ? Chưa ăn được bánh bao thịt heo của cô, chưa thể chết." Tạ Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, nhìn trên người mình, mọi thứ đều rất sạch sẽ, cũng không ngửi thấy một chút mùi máu, kinh ngạc nói, chuyện gì vừa mới xảy ra? Sao một chút máu cũng không có? Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẽ nào vừa rồi là ảo giác? Có thể hiểu đó là ảo giác do quỷ thuật tạo nên, thế nhưng nếu như lúc nãy cô chết, thì sẽ là chết thật. Thôi, đừng quấy rầy tôi điều tức một chút. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, dùng bí pháp dưỡng khí của Mao Sơn điều tức một vòng chu thiên, khôi phục tinh lực hơn phân nửa, sau đó mới từ từ đứng dậy. Tạ Vũ Tình cũng leo xuống giường, hỏi, nữ quỷ kia bị ngươi giết? Nhớ tới nữ quỷ tu vi cao cường đó, Diệp Thiếu Dương vẫn còn sợ hãi, lắc đầu nói, không, vừa nãy chỉ là một hồn phách của nàng, sau khi bị chém đã tụ hồn trùng sinh, trốn rồi. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt, vậy là ý gì? Quỷ hồn một khi đã đạt được đẳng cấp thủ lĩnh thì có thể chia nhỏ bảy phách, vạn nhất bị diệt. Dựa vào tu vi của bản thể thì có thể tụ hồn sống lại. Nói cách khác, muốn chém chết quỷ thủ lĩnh, chỉ có thể giết chết tam hồn nguyên thần của nó. Tạ Vũ Tình nghe vừa hiểu vừa không, lẩm bẩm nói, ý ngươi là, bản thể của nàng còn lợi hại hơn lúc nãy. Đó là dĩ nhiên, đi thôi. Hai người rời khỏi túc xá. Không còn tâm trạng ăn bánh bao thịt heo, Tạ Vũ Tình dẫn hắn tới phòng bảo vệ trong trường. Lấy thân phận cảnh sát phá án trưng dụng cả căn phòng, hai người ngồi trong phòng uống trà, hơn nửa ngày không ai nói một câu. Thật không nghĩ tới ta đã trải qua những chuyện như thế. Quá kinh khủng, quá ly kỳ, cứ tưởng như đang nằm mơ vậy. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm, một lúc lâu sau nàng mới chính thức bình tĩnh lại, nội tâm chân chính tiếp nhận những chuyện ban nãy. Quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đang nhíu mày suy tư, này, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Đang nghĩ tới nữ quỷ đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nhìn trang phục của nữ quỷ, chắc hẳn là nữ sinh thời dân quốc. Lẽ ra tu vi phải không đến 100 năm, cư nhiên lại có thể trở thành quỷ thủ lĩnh, quả thực không thể hiểu nổi. Nàng lại quen biết đại sư huynh của tôi, nghe nàng nói, hình như nàng và đại sư huynh của tôi có ước định, nhưng mà là ước định gì? Chẳng lẽ, giữa hai người còn có một mối tình nhân quỷ? Vậy mình phải gọi nàng ta là đại tẩu ư? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một hồi thì đổ hết mồ hôi lạnh, nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó. Tạ Vũ Tình khiếp vía, ta nghe nàng bảo, một tháng nữa sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành, thật sự có khả năng làm được. Tam hồn nguyên thần của nàng chắc chắn bị phong ấn trong âm sào, nếu không thì không thể dùng một âm phách để đối phó với tôi, vạn nhất bảy phách của nàng đều xuất hiện. Cũng không thể tạo thành phạm vi giết chóc to lớn, trừ phi phong ấn bị phá giải, ba hồn bảy phách hợp thể, vậy khó có thể nói lên điều gì. Mà nàng ta định kỳ hạn tháng sau, vậy thì một tháng sau, nàng chắc chắn có biện pháp phá giải, phong ấn. Tạ Vũ Tình khẩn trương, nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ còn thời gian một tháng. Diệp Thiếu Dương cắt lời của nàng, trong vòng một tháng, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách dẹp yên âm sào, nếu không tất cả mọi người đều chờ chết. Chương 40, Hợp tác. Tạ Vũ Tình hít một hơi thật sâu, nói, vậy chúng ta hợp tác nhé, cần bọn ta làm gì thì ngươi cứ nói. Ừ, mà khoan đã, tôi bảo muốn hợp tác với các người bao giờ? Con ngươi Diệp Thiếu Dương khẽ chuyển, nhớ tới chuyện lão Quách chỉ giúp cảnh sát giết một con bạch mao cương thi mà đã ăn được 7 vạn đồng thù lao.
quyết định cũng phải lấy của bọn họ một khoản, lập tức hỏi, hợp tác với các người có được gì không? Được gì á? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, có thể nhận được giấy khen công dân gương mẫu, nếu như ngươi hy sinh, sẽ được truy phong liệt sĩ xả thân vì nghĩa. Gì, ai lại muốn làm liệt sĩ? Diệp Thiếu Dương khó chịu nhìn nàng, thật không còn gì nữa. Không còn. Tạ Vũ Tình vuốt tay, tặng ngươi giấy khen còn chưa đủ sao? Chỉ có thưởng tinh thần thôi à? Vậy nghỉ khỏe. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng, vốn định trông cậy vào sự hợp tác với bọn họ để kiếm chút tiền, cải thiện cuộc sống, ai ngờ chỉ cho có một tờ giấy khen, dùng bằng cái rắm à. Ngươi từ chối cũng được. Tạ Vũ Tình cười cười, tháo còng tay đặt lên bàn, ho khan hai tiếng, nói rằng hơn 10 giờ tối hôm qua ngươi xuất hiện tại ký túc xá số 4. Kết quả cùng ngày đêm đó đã xảy ra án mạng, mau theo ta về đồn cảnh sát lấy lời khai. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ạc, đây là cô vu cáo tôi. Tôi đi cùng với cô đâu phải không thấy. Ai mà biết sau đó ngươi có quay lại hay không? Ngươi tới ký túc xá trước là để nghiên cứu địa hình, có đúng không? Lại còn nói cái gì mà đi chóc quỷ? Hay lắm, dám mượn cớ mê tín dị đoan, tiểu tử ngươi gặp họa lớn rồi. Nói xong, Tạ Vũ Tình đắc ý nháy mắt với hắn. Diệp Thiếu Dương cảm khái lắc đầu, Ân Tố Tố nói rất đúng, tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Ân Tố Tố là ai? Mẹ của Trương Vô Kỵ, cô chưa xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký à? Chậc, lạc hậu quá. Tôi ở Mao Sơn mà còn xem được. Trên đầu Tạ Vũ Tình liền chảy một vạch đen dài. Một tên sống trên núi dùng điện thoại di động lỗi thời, lại còn dám bảo mình lạc hậu. Đừng nhiều lời, một là làm công dân gương mẫu, hai là làm tội phạm bị tình nghi, chọn một trong hai đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tôi còn có lựa chọn sao? Tạ Vũ Tình mỉm cười thắng lợi. Được rồi, ngươi có vẻ không lo lắng mấy đối với chuyện đó, lại còn muốn lấy thù lao, lẽ nào ngươi thật sự nắm chắc phần thắng? Tạ Vũ Tình hỏi. Nắm chắc. Diệp Thiếu Dương đặt hai tay sau ót, tựa lưng vào ghế, một quỷ thủ lĩnh, cộng thêm một quỷ nhi lai lịch bất minh. Còn có hàng trăm lệ quỷ và tà linh trong âm sào, mình bảo nắm chắc là nắm chắc cái gì. Bất quá sự tình đã như vậy, có lo lắng, cũng chẳng thể làm gì, dẹp qua một bên, từ trước đến nay ta đều không tự tạo áp lực. Tạ Vũ Tình nhìn hắn tán thưởng, tiểu tử này trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thật ra là một người đàn ông tài giỏi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, cô làm chức vụ gì mà lại thay mặt cảnh sát hợp tác với tôi. Tạ Vũ Tình cũng nhíu mày, đội phó đội hình cảnh, trưởng ban chuyên án lần này, còn trẻ như vậy đã làm quan to. Diệp Thiếu Dương có điểm khiếp sợ nhìn nàng từ trên xuống dưới, dáng người đẹp như vậy. Chợt nói, chậc, tôi thật muốn biết nguyên nhân. Ngươi muốn biết cái gì? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, đừng đoán bậy, năm ngoái ta tự tay bắt được một chùm ma túy lớn, đặc biệt đề xuất thăng cấp. Nói chuyện chính đi, ngươi định làm gì? Có cần bọn ta phối hợp hay không? Tối nay tôi vào ký túc xá một lần nữa để xác định vị trí phong ấn, cô giúp tôi đi tìm tất cả những tư liệu liên quan đến ký túc xá, nhất là lai lịch của nữ quỷ. Mỗi một lệ quỷ trong đó đều có nguyên nhân tử vong khác nhau, cho nên sẽ sinh ra nhược điểm khác nhau, tôi phải nắm rõ hết mới có thể đối phó với nàng. Tạ Vũ Tình gật đầu, muốn tìm tư liệu phải đến trường học, ta sẽ liên lạc với họ. Ngươi cứ lưu số điện thoại của ta, có gì cần thì gọi ta. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động lỗi thời, lưu số của nàng, nói, yên tâm, tôi không khách khí đâu. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn kỹ thì thấy Chu Tĩnh Như đang gọi tới. Bắt máy, Chu Tĩnh Như hỏi chân tướng việc tử vong của Lưu Thanh Thanh, Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời, chỉ bảo đang điều tra, có kết quả sẽ thông báo. Chu Tĩnh Như lại nói, em biết bản lĩnh của anh rất lớn, thế nhưng mọi chuyện vẫn phải cẩn thận, nếu có gì cần em giúp thì cứ nói nhé. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, cúp máy, Tạ Vũ Tình bất mãn nói, chuyện ma quái trong ký túc xá càng ít người biết càng tốt, không nên nói lung tung. Là bạn của tôi. Diệp Thiếu Dương trả lời, cô ấy biết thân phận của tôi, không có gì đâu. Là nữ. Tạ Vũ Tình chớp mắt. Đúng vậy, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Ớ, bạn gái sao? Tạ Vũ Tình nghiêng mắt nhìn hắn, không thể nào, tên vô lại quê mùa như ngươi mà cũng có bạn gái. Nói cho tỷ tỷ nghe, bạn gái ngươi ở miền núi nào vậy? Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như tôi bảo đó là con gái của chủ tịch công ty Tinh Thành, cô có tin không? Công ty Tinh Thành ở Thạch Thành này, không ai không biết.
Tạ Vũ Tình cười khanh khách, để ta dẫn ngươi đi xét nghiệm máu, ngươi nhất định là hút thuốc phiện nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi. Hai người từ phòng bảo vệ đi ra, Tạ Vũ Tình lái xe rời khỏi, Diệp Thiếu Dương cũng không ở lại. Chạy đường tắt về ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy Lý Đa và một người nam xa lạ ngồi trên giường của mình. Thiếu Dương ca, cậu về rồi. Lý Đa đứng lên, khách khí nói, giới thiệu một chút, vị này chính là người yêu của Liêu Thành, Thanh, Hồ Soái, học cùng lớp với cô ấy. Diệp Thiếu Dương quan sát một chút, người này tương tá cao giáo, da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, trang phục của hắn trông rất giá trị, có vẻ gia cảnh không tồi. Xin chào, cậu chính là Pháp Sư. Hồ Soái rất khách khí gật đầu với hắn, thế nhưng trong ánh mắt rõ ràng có một tia không tin tưởng. Diệp Thiếu Dương hỏi, cậu là người yêu của Liêu Thanh Thanh, không dự tang sự của bạn gái, lại chạy đến đây làm gì? Tôi muốn gặp Thanh Thanh. Hồ Soái nói, thần tình toát ra vẻ bi thương, thế nhưng hắn vẫn kiềm chế, hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thiếu Dương, người chết sẽ có quỷ hồn. Tôi muốn gặp quỷ hồn của cô ấy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đúng rồi, tại sao mình lại quên chuyện này nhỉ? Liêu Thanh Thanh chỉ vừa mới chết mấy tiếng. Quỷ hồn nhất định còn đang ở dương gian, phải gọi hồn của cô ấy lên để hỏi ai là hung thủ, như vậy chẳng phải sẽ rõ cả sao? Lập tức hắn gật đầu với Hồ Soái. Mà tôi nói trước, tôi không muốn thấy trò lừa đảo quỷ nhập vào người, tôi muốn thấy tận mắt quỷ hồn của Thanh Thanh, cậu nói giá đi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt hỏi, cậu có tiền? Tìm cậu làm phép, chẳng lẽ không có tiền? Cậu đã nói thế thì lấy trước 10 vạn. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ thất vọng lướt qua trong mắt Hồ Soái, mỉm cười, không nói hai lời. Hồ Soái cắn răng, được, chỉ cần cậu có thể, sau khi chuyện thành tôi sẽ giao tiền cho cậu. Diệp Thiếu Dương hỏi, cậu có giữ đồ vật nào cô ấy đã dùng lúc còn sống không? Hồ Soái sửng sốt, lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại di động, nói, đây là điện thoại di động của cô ấy, tôi muốn giữ làm kỷ niệm, cái này được chứ? Được, chỉ cần là đồ vật mà người chết đã dùng, phía trên còn lưu lại một tia dương khí, thì thứ gì cũng có thể được. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.